Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Mới đây, ở khu vực quận Long Biên, Hà Nội xuất hiện nhiều nhóm người rao bán căn hộ nhà xã hội thuộc dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh. Điều đáng nói, dự án còn chưa được khởi công, nhóm người này đã thu tiền cọc giữ chỗ của khách và đưa ra mức chung chi chênh lệch để được quyền mua nhà không qua khâu bốc thăm theo quy định, lên tới cả 100 triệu đồng mỗi căn, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội có tổng diện tích 60.355 m², mật độ xây dựng 31,4%, tổng vốn đầu tư 2.685 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 1.980 căn hộ chung cư, 2 tầng hầm và 44 căn liệt kê thương mại cao 5 tầng. Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô và công ty cổ phần Bích Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, hình hài của dự án nhà ở xã hội này vẫn chỉ nằm trên giấy, hàng loạt thông tin giao bán được đăng tải dưới nhiều hình thức. Ngay tại khu vực phường Thượng Thanh, biển quảng cáo được bày cả ra lề đường, vỉa hè để chào mời khách hàng. Trong vai một người cần mua nhà, phóng viên đã tiếp cận với một nhóm người tự xưng là nhân viên thuộc công ty cổ phần đầu tư dịch vụ bất động sản Thăng Long tại tầng 25 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Một nhân viên tên D đã đưa ra hàng loạt hồ sơ thiết kế mặt bằng căn hộ có diện tích từ hơn 40 m² đến hơn 70 m² cho khách lựa chọn. Tiến độ đầu tiên là anh phải đặt cọc 10 triệu. Để bên em chuẩn bị làm hồ sơ thì tất cả giấy tờ cần thiết anh đưa cho bên em. Sau rồi bắt đầu hồ sơ nhận là đủ và có thể làm được. Anh đóng 120 chia đôi ra tờ 2 lần là 60 triệu. Bên em cộng cho căn nó nhỏ hơn thì mức phí bao nhiêu? 110. Em nghĩ là anh nên chọn sớm đi, tại vì tất cả cái bản này 27 căn là 2 ngủ. 1, 2, 3, 3 căn là 2 ngủ. Bên em là công ty gì? Thăng Long Land. Bên em là sàn đầu tư. Để làm rõ vụ việc, phóng viên đã trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Huy Thiêm, cán bộ phụ trách truyền thông của tập đoàn Him Lam, vì này cho biết. Anh cho em hỏi tí là cái chỗ mà cái dự án nhà ở xã hội của mình ở chỗ Thượng Thanh anh. Thì là cái đấy là bên anh là giao cho bên cái sàn bất động sản Thăng Long người ta phân phối anh. Bên anh không giao cho bất kỳ bên nào, bên anh chưa bán. Bên đấy, cái chủ đầu tư là Him Lam Thủ Đô, là công ty thành viên của Him Lam. Không có bất kỳ đơn vị nào, anh đã gửi công văn cho cả bên công văn cho các báo và anh đã gửi thông cáo báo chí rồi và anh đã gửi công văn cả cho công an quận rồi. Bên anh không đứng ra chủ trương thu tiền của bất kỳ ai vì tất cả những cái đấy là đều là lừa đảo hết đấy. Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định, việc mua nhà ở xã hội phải đúng tiêu chuẩn đối tượng, nghiêm cấm việc mua bán trái quy định dưới mọi hình thức. Những chiêu trò, mánh khóe của các tổ chức mạo danh, giao bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh như trên khiến cho nhiều người dân vì nhẹ dạ, cả tin, đặt cọc số tiền lớn dẫn đến nguy cơ mất trắng bất cứ lúc nào. Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng trên, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, tránh trường hợp người dân rơi vào bẫy lừa đảo của những đối tượng trên. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.